Xin chào toàn thể tất cả anh em đến với kênh kẹo của Gia Lộc PCP. Anh em mua hàng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 0365365161 và 0865361321. Trước khi giới thiệu về sản phẩm thì lưu ý kẹo bên nhà em là không kiểm, không xem hàng. Anh em cảm thấy tin tưởng thì anh em đặt mua hàng, mà không tin tưởng có thể đi số khác. Đấy, còn cái này thì anh em xem bỏ ra 1-2 phút xem, ấn nút đăng ký kênh và nút chuông thông báo để hiện những video mẫu mã mới nhất bên nhà em cho anh em chơi và trải nghiệm. Thì hôm nay em có giới thiệu luôn cho anh em là cây củi Terminator. Và anh em căn chỉnh sẵn cho anh em rồi, em nhận giáp nguyên cây đấy. Cây này cây cấu hình cao độ, và hôm nay test lộ uy lực của anh cho anh em xem với cự ly 130m. Đây sẽ có, đây là em zoom luôn cho anh em đấy, test uy lực 130m cho anh em. Còn quy rời em bán quy rời nhá anh em nhá, quy rời, cành rời, bình carbon rời, kính rời, anh em mua cái loại gì, mua sản phẩm gì thì em cũng bán giấy giá hợp lý. Em cái này thì lưu ý cho em là anh em chuyển cọc thì em gửi hàng, còn không cọc em không gửi hàng. Em nói rõ với anh em thế, không gửi biên 100% và em gửi cốt, à và gửi xe nhá, không gửi cốt đâu, em gửi xe 100%, không gửi liên quan bưu điện, cũng không liên quan đến ship cả. Đấy, anh em cảm thấy nhận được thì em gửi, không thôi nhận xe là an toàn nhất và hợp lý nhất. Còn cái cây này em đã giáp sẵn luôn cho anh em rồi, nếu mà anh em mua quy thì em có cài sẵn luôn cho anh em, là có cả băng đạn và sơ mi đầy đủ luôn cho anh em quy rồi đấy. Còn nếu mà anh em có mà tiết kiệm nên một ít cây côn đô tận dụng vào, như bình van, kính tận dụng vào, thì mình chỉ cần mua quy và mua thêm giảm thanh và tiện lại đuôi chuột là ok. Đấy, đuôi chuột FX. Thì bây giờ em sẽ test 5 viên cho anh em xem. Đấy, 5 viên cho anh em xem và có qua máy đo khoảng cách. Đấy, thì test 5 viên và bắn trước. Đấy, anh hộ em bắn phát 5 viên và cũng không quay sẵn như nào cả. Cái kết đằng sau thì là em sẽ ghép trực tiếp vào video này. Rất chi là uy lực phải không anh? Đấy. Đấy, cự ly tầm xa. Tại vì cái buồng, à cái khoang áp này nó to, nên là anh em lưu ý cho em là cái áp nó cực kỳ mạnh. Đấy, bắn rất chi uy lực, hơn condo rất chi là nhiều. Tại vì cái bản này bản mới ra nên bây giờ nó đang rất chi là chuộng. Nó rất chi là nhẹ nhá. Tính ra bây giờ cái cây này chỉ có 80 phân. Đấy. Đây là ok anh em nhá. Đây chỗ người kia nhá anh em nhá. Mét. Đang đặt lon bia. Đấy. Anh em nhìn nhá. 131m, số bồ 130-131m, bắn lon bia. Đấy. Đo luôn cho anh em là 30 đây. Đấy, đo luôn trực tiếp luôn cho anh em. Đấy,